Xin chào tất cả các bạn, mình là Thủy Sinh. Hiện tại, mình đang làm giám đốc của một công ty nước ngoài. Đã tốt nghiệp cấp 3 được 8 năm, nhưng ký ức ấy trong tôi vẫn như ngày hôm qua. Thanh xuân đối với tôi là bài toán đố nghĩ mãi không ra đáp án, vì có những điều mang đi thì nặng, mà để lại thì không biết cất vào đâu. Chỉ biết trong giây phút do dự ấy, tôi đã khóc rất nhiều cho cả bạn và cho cả tôi. Tôi luôn cho rằng mình chưa từng hối tiếc điều gì, nhưng nhiều năm qua đi, tôi mới nhận ra khoảng trống lớn nhất mà tôi từng cho là đã lấp đầy luôn hiện ra trước mắt tôi. Rồi ngày hôm nay lại vỡ òa trong hai tiếng thanh xuân. Đứng tại nơi đây, những ký ức ấy bỗng ùa về với tôi như vậy. Bye.
tôi nhớ có ai đó đã từng nói với tôi rằng thanh xuân chính là thước phim tua chậm, mà ở đó nụ cười của chúng ta được ghi lại đẹp nhất. Đúng là như vậy. Nhưng đau đớn khi ta nhận ra rằng nụ cười đẹp nhất của chúng ta được gọi là năm tháng tuổi trẻ ấy, nhưng thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Chính vì vậy, hãy để năm tháng tuổi trẻ ấy sống mãi trong tim tôi, trong tim bạn, trong tất cả chúng ta. Như vậy, năm tháng tuổi trẻ vẫn luôn là